sườn cúp đèn tròn. Jin tháo xe Honda Savan lại điện Nhật về. Tình trạng là ba anh em là sườn nguyên Jin ha, không một lũng ha. Đó, tất cả là sườn Jin hết, mới giờ rã ra nha anh em. Sườn này mình bán giá là 2.4 triệu một cậy nha. Vậy sườn sạch sẽ xong mình mới giao cho anh em ha. Sườn rã xe lại điện Nhật về. Sơn Jin 100% nha anh em. Anh em nào cần xài thì alo mình ha. Sườn đèn tròn này nó sẽ xài được cho tất cả các dòng xe là cúp 81, 86, 88. Đó. Nói chung là sườn đèn tròn á. Cúp đèn tròn. 2 nhiêu tôi cây nha anh em. Sơn Jin đẹp. Trong đây thì có 6 cây đèn màu xanh. Còn có hai cây này màu xanh metan nè. Anh em nào xài alo mình nha. 2.4 cây nha anh em.